Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của X97. Và ở ngày hôm nay, không phải là chuột, cũng không phải là bát chuột, mà là màn hình Odyssey OLED G9 đến từ nhà Samsung. Đây là chiếc màn hình dành cho những anh em tìm kiếm những sự mới mẻ. Nào, chúng ta cùng xem chi tiết chiếc màn hình mình có gì nhé. Và đây là chiếc màn hình Samsung Odyssey OLED G9, một con quái vật đến từ nhà Samsung. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây là màn hình 49 inch mà lại còn là OLED nữa nhá. Với một cái thiết kế mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đó là vừa to, dài mà lại còn cong nữa, thì tất nhiên là giá thành của nó cũng không hề rẻ chút nào. Với cái thiết kế như này thì chắc chắn rằng chỉ cần nhìn qua thôi thì tôi có thể thấy được rằng rất nhiều anh em game thủ sẽ có ước mơ được sở hữu chiếc màn hình này. Và chúng ta cùng đi qua thiết kế một chút nhé. Về thiết kế của chiếc màn hình Samsung Odyssey OLED G9 thì nó có ngoại hình mang đậm chất tương lai như bước ra từ một bộ phim viễn tưởng. Ngay khi mở hộp, mình đã khá bất ngờ về ngoại hình của Odyssey OLED G9 bởi phong cách chiến hạm của chiếc màn hình này và cũng như thiết kế vạm vỡ, tổng trọng lượng lên đến 12,9kg, đặc biệt chiều ngang của nó lên đến gần 1m2, chiếm gần hết chiếc bàn của mình. Chân đế siêu to khổng lồ của Odyssey OLED G9 cũng là một kiểu dáng bề thế. Chân đế này rất đầm và chắc, cân nặng lên đến 3,7kg. Tuy to và nặng nhưng về việc lắp đặt thì vô cùng là dễ dàng. Bạn sẽ cần phải có một chiếc bàn đủ sâu và rộng, ít nhất chiều ngang dài tầm 1,4m, sâu 80cm trở lên thì bạn mới có thể để vừa, cũng như có chỗ để bàn phím cùng với chuột, nếu không bạn sẽ phải dí sát mặt vào màn hình. Nhờ sử dụng tấm nền OLED nên Odyssey OLED G9 có độ mỏng khá đáng nể, tăng thêm vẻ đẹp sexy cho chiếc màn hình này, nhất là khi nhìn từ các góc cạnh. Điều khiển của Odyssey OLED G9 tương tự các Smart TV đời mới của Samsung với thiết kế tối giản, chỉ giữ lại các nút bấm bình thường sử dụng và loại bỏ đi hoàn toàn các phím số truyền thống. Các phím truy cập nhanh với các app xem phim như Netflix, Display cộng, Amazon Prime Video, Vion cũng được trang bị điều khiển này, pin gắn cứng ở bên trong chứ không phải dạng pin tiểu, hỗ trợ sạc qua cổng USB. Mặt sau của chiếc màn hình là hệ thống LED RGB được Samsung gọi là lõ Corsair, đặc trưng trên những mẫu màn hình gaming Odyssey của hãng. Cụm đèn LED RGB này được sử dụng công nghệ chiếu sáng độc đáo để phù hợp với những chiếc màn hình, giúp nội dung trở nên sống động hơn và nâng cao trải nghiệm khi chơi game. Nói về cổng kết nối của chiếc màn hình này, số cổng kết nối trên Odyssey OLED G9 được trang bị đầy đủ, chia làm hai khu vực. Phía bên phải là hai cổng HDMI 2.1, trong đó một cổng dạng full size, còn một cổng lại dạng micro HDMI. Khu vực bên trái là ba cổng USB Type-C hỗ trợ truyền dữ liệu, kết nối làm USB hub cho laptop hay PC hoặc gắn thêm bàn phím và chuột. Kích thước cực kỳ lớn 49 inch cùng tỷ lệ siêu rộng 32:9, kết hợp với độ cong 1800R, dễ dàng làm bất cứ ai đều phải choáng ngợp khi ngồi trước màn hình Odyssey OLED G9 bởi hình ảnh hiện diện lên rộng thênh thang. Tỷ lệ siêu dài này là một lợi thế cực kỳ lớn cho những bạn nào chơi những tựa game ví dụ như FIFA 23 hay các tựa game MOBA như Liên Minh Huyền Thoại, bởi nó cho phép bạn hack map một cách hợp pháp. Trong khi đó, với những tựa game hành động bắn súng FPS như Battlefield, Call of Duty hay kể cả Valorant thì tất cả những tình huống ví dụ như là bom hay là bắn súng, những cú flick chuột đều vô cùng kịch tính, căng thẳng hệt như bạn đang trải nghiệm thực thụ ở trong trận đấu vậy. Chất lượng hình ảnh của chiếc màn hình Odyssey OLED G9 như mình đã nói ở trên thì đây là mẫu màn hình gaming flagship của nhà Samsung, hướng tới game thủ hardcore nên Odyssey OLED G9 được trang bị hàng loạt các thông số cao cấp từ kích thước 49 inch rộng rãi, độ phân giải cao Dual QHD 5120x1440 pixel, tần số quét lên đến 240Hz, tốc độ phản đồi chỉ có 0,03ms, độ sáng tối đa 250 nit, đạt tiêu chuẩn VSAR Display HDR True Black 400, hỗ trợ đầy đủ HDR 10 Plus, 99% giải màu DCI P3, đặc biệt nền OLED với ưu điểm nổi trội về độ đen và độ tương phản. Và đây là cảm nhận của cá nhân mình sau khi trải nghiệm chiếc màn hình Odyssey OLED G9. Dựa trên góc nhìn là một game thủ thì mình cảm thấy rằng thực sự đây là một chiếc màn hình xứng đáng để có thể gọi là mua cũng như là trải nghiệm. Mặc dù ở thời điểm hiện tại này giá thành của Samsung Odyssey OLED G9 khá là cao nhưng lại sở hữu rất nhiều tiện lợi.
Ví dụ như là tốc độ phản hồi này, tốc độ làm tươi, màn hình cong, tấm lềm OLED, màn hình rộng. Và điều đó rất đáng để thử. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều khi đã theo dõi clip của mình đến tận giờ phút này. Mình là X97, xin chào và hẹn gặp lại.